Ba stories thì không thể nào thiếu ba live. Đây là một phần, một cái góc nhỏ của ba stories. Dustin chọn cái cà phê De Boza. De Boza có nghĩa là The Fine Arts. Yeah, ở đây là M Gallery, bởi vì ở đây là nơi mà hội tụ những cái gọi là thưởng thức những cái tinh hoa của nghệ thuật á. Xuân Nghi xin gửi tặng tới các bạn khán giả và hai khách mời và Dustin một bài hát. Xuân Nghi vừa mới cho ra mắt bài hát này và bài hát được tên là Lo-Fi Song. Thank you.